7 kiểu lừa đảo phổ biến khi bán ghế massage. Chào mừng quý cô bác và anh chị em, tôi là Sơn, tôi là chuyên gia trong lĩnh vực ghế massage nội địa Nhật. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ tới quý cô bác và tất cả các anh chị em 7 cái kiểu lừa đảo phổ biến mà những cái người bán ghế massage đang lừa các bạn nó như thế nào. Khi mà mua ghế massage thì đặc biệt là những cái sản phẩm cũ được giao bán online thì rất nhiều người tiêu dùng không có cảnh giác và thường là bị những cái kiểu lừa đảo này người ta thực hiện hàng ngày. Chính vì như vậy nên là khi mà các anh chị em mua thì chúng ta cần phải cảnh giác nhiều hơn với những cái kiểu lừa đảo đó. Dưới đây là những kiểu lừa đảo phổ biến khi mà người bán ghế massage người ta hay lừa, nên là tôi sẽ chia sẻ để mọi người biết, để cần lưu ý để tránh gặp phải cái rủi ro lừa đảo như vậy. Cái lừa đảo đầu tiên đó là người ta bán ghế massage giả hoặc là hàng nhái. Khi mà bán ghế massage thì người ta sẽ chạy quảng cáo hoặc là người ta đăng bài nhưng mà người ta mô tả nó sai sự thật. Một số người bán người ta thường là nói những cái sản phẩm ghế nổi tiếng của Nhật Bản, Hàn Quốc nhưng mà nó thực tế nó lại là những sản phẩm hàng nhái từ Trung Quốc. Những cái chiếc ghế này thì thường nó có chất lượng rất là kém và nhanh hỏng và không an toàn khi sử dụng. Họ có thể sử dụng các cái logo hoặc là những cái tên thương hiệu để dễ gây hiểu nhầm. Đấy, một số những cái người lừa đảo ấy thì người ta sẽ thuê hoặc đặt hàng bên Trung Quốc, người ta in lên những cái logo hoặc những tên thương hiệu nó na ná những sản phẩm của Nhật hoặc là của Hàn hoặc là của Mỹ gì đó để người mua người ta dễ bị nhầm lẫn và cứ nghĩ đó là của Nhật, của Mỹ, của Hàn thật. Nhưng thực tế ra là toàn hàng nhái thôi, đặc biệt là những cái hàng nội địa Nhật bây giờ họ làm giả nội địa Nhật rất là nhiều. Đấy, họ đặt tên nó cũng na ná, ví dụ như của Nhật bây giờ cái tên thương hiệu chuẩn của nó là Fuji Ryuki chẳng hạn. Đấy thì họ cũng đặt tên là Fuji gì đó. Đấy, na ná của Nhật, nên là người mua rất khó phát hiện ra và rất dễ bị nhầm lẫn. Nhái nguồn điện này, nhái mẫu mã này, nhái ngôn ngữ này, rồi là làm giả giấy tờ này, rất nhiều thứ họ làm đồng bộ luôn. Đấy, để mục đích làm sao lừa được cái người mua hàng và bán được hàng thì thôi. Và cái ghế thì nó là giá trị rất là lớn, mà khi mà bán mà lừa được một người ấy thì cái lợi nhuận của người ta cao, nên là người ta sẵn sàng người ta đánh đổi, người ta lừa những cái người không hiểu biết, đặc biệt là những cái người già hoặc là những cô chú bác ở quê không tiếp cận được nhiều với thông tin. Cái lừa thứ hai đó là người ta lừa bán những cái sản phẩm chất lượng kém hoặc là đã hỏng hóc, đặc biệt là những loại ghế massage cũ đã qua sử dụng. Đấy, thì khi mà bán ghế massage thì người ta sẽ đi lấy những cái sản phẩm đã qua sửa chữa nhiều lần. Đấy, rất nhiều những sản phẩm cũ đã được sửa chữa nhiều lần hoặc là nó có lỗi kỹ thuật nhưng mà người bán thì người ta cố tình che giấu để bán được với cái giá cao hơn. Đấy, cùng một cái ghế, ví dụ như ghế nội địa Nhật, mọi người có thể thấy cùng một cái mã, ví dụ như cái hàng lướt, hàng đẹp, hàng chuẩn bên shop đang bán, ví dụ giá 50 triệu chẳng hạn. Đấy, thì những cái người người ta nhặt những ghế lỗi hoặc là ghế đã có sự cố rồi về người ta bán chỉ khoảng độ 30 triệu thôi. Đấy, thì cái sự chênh lệch nó khá là cao và đánh vào cái tâm lý là những cái người ham giá rẻ. Đấy, ham giá rẻ thì
nó hay bị sập bệnh. Và khi mà bán, người ta cố tình che giấu thông tin về cái tình trạng hư hỏng của các cái bộ phận về hệ thống con lăn, hệ thống túi khí hoặc là bảng mạch điều khiển để đánh lừa người mua. Có những cái con ghế là động cơ nó hỏng rồi, nó thay thế rồi, nó sửa rồi, hoặc là nó chắp vá rồi, hoặc là túi khí bục rồi, hoặc điều khiển thì nút bấm liệt rồi. Đấy, có nhiều trường hợp kiểu như thế, nhưng mà người ta cố tình che giấu đi để đánh lừa những cái người mua hàng, để làm sao mà bán được hàng thì thôi. Đấy, khi mà mua những cái sản phẩm cũ thì mọi người đừng có ham rẻ. Đấy, khuyên thật mọi người như thế, bởi vì là khi mà mọi người ham rẻ thì cái tỷ lệ cái hàng lỗi, chắp vá nó rất là cao. Người ta phải lấy những hàng đó thì bán nó mới có lời, chứ còn nếu mà lấy những cái hàng chuẩn như shop đang bán này, mặc dù giá nó có thể cao hơn những hàng đó, nhưng thực ra cái lợi nhuận nó khá là mỏng, nó khá là mỏng thôi. Đấy, bởi vì là mình làm ăn lâu dài, mình nên là mình cần phải giữ uy tín. Còn những cái người làm ăn chộp giật thì không cần phải uy tín, làm sao bán được hàng, kiếm được tiền là được. Đấy, bởi vì thứ họ có duy nhất đó là họ họ có những cái đồ giá rẻ để đi cạnh tranh. Thì giá rẻ thì nó đồng nghĩa với việc là chỉ cái hàng chắp vá linh tinh thì nó mới có giá rẻ thôi, còn hàng chuẩn nghiêm đẹp thì giá nó khá là sát giá. Đấy, bán cho mọi người thì mặc dù đấy có những cái con ghế 70-80 triệu nhưng mà cái lợi nhuận nó rất là mỏng, rất là sát. Đấy, chỉ vài triệu gọi là bảo hành cho mọi người thôi. Đấy, cái lừa thứ ba mà mọi người cần phải cảnh giác đó là cái lừa về cái quảng cáo giá rẻ bất thường để thu hút khách hàng. Có bao giờ các bác đi lên mạng hoặc tìm hiểu đâu đó thấy người ta giao những cái ghế rất là rẻ đúng không ạ? Đấy, khi thấy rẻ như thế thì mọi người liền lập tức là tích vào xem ngay. Đấy, bấm xem là chỗ này bán rẻ thế đúng không ạ? Giá bên ghế Nhật Trần Sơn niêm yết trên web rồi thì thấy ví dụ ở đây niêm yết 50 triệu, ở chỗ kia bán nó có 30 ba mấy triệu. Đấy thì thấy nó rẻ quá, thấy thơm quá đúng không? Thơm quá. Đấy thì các bác hãy cẩn thận, bởi vì là rất có thể các bác sẽ là người tiếp theo bị sập bẫy đấy. Đấy, bán giá quá thấp so với thị trường thì tức là một số người người ta chào giá rẻ hơn nhiều so với cái giá thông thường để làm sao để thu hút khách hàng. Đấy, thu hút những người ham giá rẻ đến để mua. Nhưng mà khi mà liên hệ ấy, thì họ thường là họ sẽ yêu cầu mọi người là đặt cọc trước hoặc là lừa mọi người trả tiền trước, sau đó không giao hàng hoặc là giao cái sản phẩm nó kém chất lượng. Đó, khi mà lừa được cọc rồi thì giao sản phẩm kém chất lượng. Đấy, hoặc là có thể người ta sẽ khi mà quảng cáo thì người ta quảng cáo giảm giá nó quá nhiều, thì khi mà giảm giá mạnh thì cái có thể đó nó sẽ là cái chiêu trò để bán các sản phẩm chất lượng kém hoặc là những hàng không phải là hàng chính hãng. Có nhiều kiểu lắm. Đấy, không những là người ta bán thấp hơn hẳn so với giá thị trường mà người ta còn liên tục là giảm giá mới khuyến mại. Đấy, giảm giá thật nhiều vào, khuyến mại thật nhiều vào. Đấy, thì các bác ham giá rẻ. Đấy, ham giá rẻ thì thường là sẽ dính những sản phẩm như thế. Đấy, thì khi mà mọi người mua thì mọi người cần phải so sánh cái giá nó chỉ một phần thôi, nhưng mà mọi người hãy tìm đến những cái đơn vị uy tín trước tiên. Đấy, cái điều kiện kiên quyết đầu tiên nó phải là đơn vị uy tín thì mới hàng họ nó mới chuẩn được, chứ còn các bác cứ thấy quảng cáo giảm giá mới đến đến shop ghế Nhật Sơn cứ bảo chỗ này giá thôi thế nọ, chỗ này giá thôi thế kia, các bác cứ nhìn về giá nhưng các bác cũng đâu biết là cái dịch vụ đằng sau người ta làm như thế nào. Đấy, cái giá thì người ta rẻ hơn thì nó đồng nghĩa việc là người ta đang cung cấp một cái sản phẩm nó kém chất lượng hơn. Đấy, và người ta đang cung cấp một cái dịch vụ chất lượng, dịch vụ bảo hành, dịch vụ hậu mãi nó thấp hơn. Đấy, cùng là bán một sản phẩm nhưng mà người ta một người người ta bán, người ta làm tất từ việc là bảo hành hay là sửa chữa hay là giao hàng hay là chăm sóc khách hàng vân vân, thì người ta làm tất
Làm tất thì thực sự một người không thể làm hết được mọi việc, mà nếu có làm thì cũng không thể nào mà đảm bảo được cái dịch vụ nó tốt nhất. Nên là cái câu chuyện là người ta chỉ có bằng cách là làm sao nhắm mắt bán được hàng. Còn khi mà bán được rồi mà khách gọi đến đòi bảo hành hay thế nọ thế kia nhiều ấy, thì người ta tắt máy luôn, hoặc là người ta sẽ kiếm lý do để người ta từ chối bảo hành. Chứ ngu gì mà người ta đi bảo hành, đúng không ạ? Đi bảo hành làm thật thì lấy tiền đâu ra bảo hành. Đấy, hoặc là không có đội ngũ, không có anh em, không có các cái cộng sự thì làm sao mà làm được, đúng không ạ? Trò thứ tư mà cái người bán ghế massage người ta vẫn hay làm, đó là cái chiêu trò người ta đặt cọc sau đó là mất hút, đã mất liên lạc luôn. Khi mà bán ví dụ một cái con ghế giá thị trường nó khoảng độ 50 triệu thì người ta bán chỉ khoảng độ 30 triệu thôi. Sau đó là cái người mua thấy rẻ ham thì người bán nó sẽ yêu cầu chuyển khoản hoặc đặt cọc trước. Khi mà mọi người chuyển khoản rồi, đặt cọc rồi thì người ta mất hút luôn và chặn số liên lạc luôn. Nên mọi người không liên lạc được nữa và cũng không biết người ta ở đâu. Bảo là mình đặt cọc để giữ hàng chẳng hạn. Đấy, thì người ta sẽ thuyết phục mọi người rằng là mọi người cái hàng này nó không có nhiều, thì nếu mà mọi người muốn mua thì mọi người hãy đặt cọc một ít tiền để giữ ghế. Đấy, nhưng mà khi mà người ta nhận được tiền cọc thì người ta lại không giao hàng. Đấy, người ta không giữ đúng lời hứa và người ta tìm cách người ta chặn số và người ta không liên lạc được nữa. Đấy. Thì cái cách phòng tránh thì mọi người thì cũng không nên chuyển khoản cọc quá nhiều khi mà chưa kiểm tra kỹ được sản phẩm. Nếu mà có thể thì mọi người nên lựa chọn cái phương thức thanh toán khi mà nhận hàng. Đấy. Cái lừa thứ thứ năm đó là người ta sẽ sử dụng cái hình ảnh sai lệch hoặc là ảnh ghế ghế khác. Đấy. Tức là người ta sẽ sử dụng cái hình ảnh quảng cáo từ những cái đơn vị khác để lừa người mua. Vẫn là ví dụ bán một cái con ghế Panasonic mà A100 chẳng hạn, thì người ta cũng có sản phẩm đó nhưng mà nó sản phẩm của họ là cái sản phẩm cũ rách, cũ nát. Nhưng mà người ta lại đi lấy hình ảnh con ghế đó của những đơn vị khác về đăng, về quảng cáo thành nó là của mình. Thì mọi người không biết cứ nghĩ là đó là con ghế đẹp, con ghế xịn. Hoặc là người ta sẽ khi mà chụp ảnh ấy, thì người ta sẽ chụp một phần của ghế hoặc là sử dụng cái góc chụp để nhằm che giấu đi các cái khuyết điểm của ghế để người mua không phát hiện ra những cái khuyết điểm của ghế đó. Thì khi mà để mà cạnh phòng tránh nó thì mọi người nên yêu cầu cái người bán ấy, người ta cung cấp cái hình ảnh thật của sản phẩm từ nhiều cái góc độ khác nhau, chụp cận cảnh hoặc là chụp các phần chính như điều khiển của ghế hoặc là con lăn, túi khí, dây điện, hoặc là yêu cầu quay video trực tiếp. Quay video trực tiếp bắt buộc là phải có sản phẩm thì mới quay được. Còn nếu như người ta không có sản phẩm, người ta không dám quay, bảo gọi video không dám gọi đâu. Nên là khi mà mua thì mọi người phải hết sức cẩn thận, cảnh giác để tránh bị lừa. Và những người bị lừa thường thường là kiểu là ham giá rẻ, thường như thế thì mới dính bị lừa thôi. Còn những người mà người ta bán mà nó chuẩn chỉ, nó uy tín, hàng đẹp thì đúng giá, đúng chất lượng, đúng dịch vụ, không không làm láo, tức là người ta đã tính toán được cái biên lợi nhuận người ta nó phải như thế thì mới đủ chi phí phục vụ các bác rồi, thì người ta không làm láo nữa. Còn bây giờ bán cạnh tranh với nhau, đạp giá nhau, bán giá rẻ thì chỉ có làm láo thì mới có lãi thôi, còn không làm láo thì không có lãi. Hoặc cứ hứa suông như vậy thôi. Tiếp theo đó là người ta lại sẽ lừa là về cái cam kết bảo hành giả hoặc là hạn chế. Tức là bảo hành thì người ta bảo hành không có trung thực, thì một số người bán thì người ta khi mà bán hàng thì người ta vẫn cứ cam kết là bảo hành dài hạn, nhưng mà khi xảy ra sự cố thì từ chối bảo hành hoặc là kiếm lý do để trì hoãn. Khi mà đấy cùng một sản phẩm, mua ví dụ mua của ông này 50 triệu, mua ông kia 4-5 triệu chẳng hạn, ông kia rẻ hơn, ông rẻ hơn thì khi mà ghế xảy ra vấn đề thì kiếm lý do,
bảo là đấy do bác sử dụng, đấy, do nhà bác dùng chưa đúng cách, rồi do thế nọ do thế trai, rồi là tìm cách đùn đẩy trách nhiệm. Hoặc là nếu mà có bảo hành thì cứ nghe máy, vâng ạ, dạ vâng, rồi đến nửa tháng sau, 2 tháng sau, 3 tháng sau vẫn cứ vâng, vẫn cứ chờ, vẫn cứ đợi. Đấy, thì mọi người có bực không? Còn cái ông bán 50 triệu ra, người ta làm chuyên nghiệp, bảo hành uy tín, gọi một cái là người ta hỗ trợ luôn, đến xử lý nhanh gọn trong ngày. Đấy, hoặc là nếu mà có chậm thì cũng chỉ một vài ngày thôi. Đấy, thì người ta xử lý luôn, làm nghiêm chỉnh cho mọi người. Đấy, thì muốn làm được như thế thì người ta phải có lợi nhuận và người ta có chi phí để người ta làm. Đấy, chứ các bác đi mua muốn dịch vụ tốt, muốn hàng tốt, nhưng mà chỉ thích đạp giá của cái người bán thôi. Cái gì nó cũng phải hài hòa, đúng không? Đạp giá như nó vừa phải thôi, để cho người ta còn sống, người ta bảo hành cho bác. Chứ các bác cứ muốn người ta bán xong rồi thời gian người ta chết, người ta không có lợi nhuận, không có chi phí, xong rồi người ta chết, người ta không tồn tại nữa, thì người ta lấy các bác lấy ai ra đi bảo hành, đúng không? Đấy, thì thôi, mình đã không mua thì thôi. Đấy, còn đã mua thì cũng phải sống xanh, thoải mái với người bán, để người ta có cái chi phí để người ta duy trì và bảo hành cho mọi người cho nó chu đáo và làm ăn cho nó nghiêm chính. Chứ mình cũng không nên ép cái người bán người ta quá. Rồi cái lừa đảo thứ bảy đó là người ta có thể lừa đảo tại chỗ, tức là người ta có thể đổi sản phẩm ngay tại cái điểm giao hàng. Thì một số người bán thì có thể là người ta sẽ giao một cái chiếc ghế tương tự nhưng mà nó chất lượng nó kém hơn ở ngay cái tại nơi mà cái người khách người ta mua hàng. Thì họ có thể cố tình người ta hối thúc bạn để thật nhanh để bạn không có thời gian kiểm tra hàng một cách kỹ lưỡng. Hoặc là nhân viên giao hàng không cho kiểm tra. Một số đơn vị giao hàng thì người ta sẽ từ chối cho bạn kiểm tra để ghế thì trước khi thanh toán. Giao hàng ấy thì người ta gửi các đơn vị vận chuyển, khi mà giao đến cho mọi người thì người ta không cho xem hàng, không cho thử, không cho kiểm tra, không cho test. Người ta bắt phải trả tiền luôn, trả tiền luôn, trong lúc thì mở ra hàng xấu hay hàng đẹp, hàng cũ, hàng rách, hàng hàng lỗi hay cũng lỗi thì mọi người vẫn phải nhận. Đấy, phải nhận, trong lúc thì nhiều khi gọi lại phản ánh thì người ta không có nghe máy, người ta không có thực hiện hoặc là không đổi trả hoặc không xử lý cho mọi người. Đấy, thì cái rủi ro mọi người nhận được nó sẽ rất là cao. Mua hàng online thì các bác cần phải được yêu cầu người ta là cần phải được kiểm tra ngay tại chỗ. Thì cũng không nên thanh toán hoặc là nhận hàng nếu như cái người giao hàng mà không cho kiểm tra kỹ. Đấy, thì như ở shop ghế Nhật Sơn thì giao hàng thì bao giờ cũng cho khách được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi nhận hàng. Hài lòng ok thì mới thanh toán, chứ không có cái chuyện là bán nhưng mà ship lại không cho kiểm tra hàng, không cho xem hàng, cứ bắt thanh toán luôn đâu. Mọi người hãy luôn kiểm tra kỹ lưỡng sản phẩm và yêu cầu người bán cung cấp các cái thông tin cần thiết, và lựa chọn mua hàng từ những cái đơn vị uy tín chuyên nghiệp như ghế Nhật Trần Sơn. Mọi người không nên đi mua ghế ở những cái nơi không chuyên, hoặc là sản phẩm nó quá ít, hoặc là cái đội ngũ nhân sự nó không có. Một cái ghế rất là giá trị mà mọi người ham rẻ, mua rẻ đi, nhưng mà mua ở một cái đơn vị nó không có một cái dịch vụ gì, không có cái đội sửa chữa bảo hành chuyên nghiệp, thì đương nhiên người ta sẽ dùng cái dịch vụ bên ngoài. Thì cái dịch vụ bên ngoài thì có thể cái người bán người ta cũng tử tế, nhưng mà cái người bên ngoài họ thuê ấy, người ta không tử tế, người ta không tử tế, người ta làm láo. Một con ghế của các bạn rất là đắt tiền, lôi về đó nó sửa đang lận lành, nó cho thành lận què luôn, nó thay mên đổi mên, hoặc là khi mà sửa nó báo giá rất cao. Nếu mà các bạn không sửa thì là nó phá ghế của mọi người ra, phá ghế mọi người ra, xong là sang đến ông thợ khác là chịu chết luôn. Đấy, xong cuối cùng là con ghế nó vứt đi. Đấy, thì lúc đó thì biết được là mình dại thì cũng đã quá muộn rồi. Cái cách mua hàng của người Nhật, người Nhật chứ tôi cũng có làm rồi, là để mà bán được hàng cho họ thì đầu tiên họ sẽ không bao giờ họ quan tâm về giá,
Đầu tiên ấy, họ cái quan tâm ở đây là gì? Họ quan tâm về cái thâm liên này, về cái năng lực này, về cái tồn kho này, về các cái chi nhánh này. Đó, thì xem nhà ta ví dụ là tồn kho nó có nhiều hay không, đúng không? Cái nhân viên có đầy đủ hay không, đúng không? Cái năm thâm niên bán hàng nó là bao lâu, đúng không? À, rồi là yếu tố về tài chính các thứ vân 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 vân, kiểm tra hết các cái đó rồi à, thì sau đó mới hỏi đến giá à, tất cả các điều kiện khác ok rồi thì mới hỏi đến giá, chứ còn nhiều các bác chả quan tâm gì cái người bán nó như thế nào, nó ra làm sao à, cái dịch vụ nó làm nó có tử tế hay không à, các bác không quan tâm à, cứ thấy rẻ là lao vào đến lúc gì bị sập bẫy thôi à, chứ còn cái gì nó cũng có cái giá của nó cả mọi người ạ à. Người ta có lợi nhuận có lời đủ chi phí đấy, thì người ta mới làm tử tế được, còn bây giờ các bác cứ ép giá đạp giá người ta cứ bắt người khác phải làm láo đúng không ạ, cứ ép người ta không có lợi nhuận thì tức là đồng nghĩa việc các bác đang ép người khác phải làm láo đấy, khi người ta làm láo lại lại chửi người ta là thằng đấy nó láo đúng không. Đấy, thì ngay từ đầu thì mình xác định với nhau luôn là giá đã niêm yết như thế thì các bác mua được thì các bác cứ mua, còn nếu các bác cảm thấy mà không mua được thì chúng ta không giao dịch nữa đấy, để cho nó vui vẻ nó thoải mái cả hai đấy, kể cả cho dù như thế nào nữa thì mình cũng không có việc gì phải phải đến chỗ nọ rồi so với chỗ kia làm cái gì cả đấy, giá như thế các bác cần mua thì mua, còn nếu mà các bác cảm thấy không mua được thì mình cũng thôi thôi đấy. Thì khi mà bán hàng thì cũng phải chia sẻ thật với mọi người là bên shop cái nhà Trần Sơn ấy là rất là kén người mua đấy, đấy cũng phải chia sẻ thẳng với mọi người luôn. Mình phần lớn là sẽ chọn những cái khách hàng mà lịch sự, tử tế, văn minh, đàng hoàng và nói chung là cũng phải thoải mái một tí để mình phục vụ. Còn những cái người mà gọi là đong nọ nước mắm đếm củ dưa hành ấy, hoặc là kỳ kèo nâng lên đặt xuống rồi là nói những cái giọng thái độ khó chịu ở kia là chắc chắn là shop sẽ không phục vụ, bởi vì nếu mà mình cố tình bán cho những người đó thì sau này người ta cũng hành mình bằng chết à, nên là rất là khổ, nên là mình thôi những cái người như thế mình bỏ qua. Đó. Đấy. Không phải cái người bán hàng nào cũng cũng tốt và cũng không phải cái người mua hàng nào cũng đáng để được phục vụ. Đấy là mình cũng phải chia sẻ với nhau một cái điều như thế, người mua thì có thể kén chọn cái người bán và cái người bán thì cũng có quyền lựa chọn những cái người mua hàng nó tử tế lịch sự đàng hoàng đó. Trên đây là những cái chia sẻ của shop về cái vấn đề là lừa đảo khi mà bán hàng ghế massage online. Đấy. Rất mong quý cô bác anh chị em hãy nghiên cứu tìm hiểu và đưa ra những cái quyết định nó thật sáng suốt để mình không phải gặp phải những cái sự cố, những cái rủi ro hoặc là mình bị lừa một cách nó rất là đáng tiếc. Đấy, cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ và đồng hành với kênh Ghế Nhật Trần Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip sau. Xin chào.